Bay Titan anh em ơi, bay xây Titan nè, bay xây Titan của giá của nó mềm hơn anh em, tại cái cán của nó, không có rườm rà, cán bình thường ha, ngang 9/2 luôn, này đại luôn anh em ơi, này bay xây ha, dài 17 ha, bay xây ha, này chắc 1.2 luôn anh em, dài 1.2 á. À, 1.2 nè anh em. Mới xây ha. Anh em đặt hàng để lại số điện thoại, còn không điện thoại trực tiếp số điện thoại 0964753612 nha anh em. Này xây ha, đóng bốn bốn chấu rất là chắc chắn luôn. Dưới này nó có dặn con vít nữa nè. Anh em tầm trung chưa có tiền hoặc là tiền eo hẹp thì mua cái dòng này xài cũng được nha anh em. Còn khi nào mà anh em làm thợ cao rồi, lâu lâu năm rồi, có kinh nghiệm, có biết giữ đồ nghề á, thì nên mua mấy cái đồ xịn nha anh em. Còn anh em mà mới ra nghề thì mua mấy dòng chung này xài được rồi, mua dòng xịn quá leo hay rồi mất á.